Hello anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình bất ngờ vô phòng của người lạ thì mình gặp được siêu nhân anh em ơi, siêu nhân Gao đấy anh em ạ. Siêu nhân Gao chạy cực nhanh, cực nguy hiểm luôn anh em. Cứ như kiểu ở trốn nợ ấy, bắn ảo thật đấy. Nhưng mà chưa bắn mình được phát nào, thấy hình như mấy tập là siêu nhân sao ấy. Ui, con lợn này ra đây như nào, anh cho mình một phiên bay màu luôn. Và bạn nào dự đoán chỉ số đúng nhất và nhanh nhất, mình sẽ tặng cho 111 kim cương nha anh em. Nên là mọi người xem nhớ không tua nhá, bình luận nhanh kéo hết. Ok, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Kill.
First blood. Double kill.